Lúc bác năm 46 là 56 tuổi. Cụ ông thì có, cụ bà thì không. Cụ ông tức là bác, cụ bà tức là phu nhân. 56 tuổi vẫn chưa già. Cụ ông thì có, cụ bà thì không. Ý là giục bác lập gia đình. Bác cười, bác trả lời là: bao giờ kháng chiến thành công thì tôi xin nghe lời cụ. Nhưng mà rồi có bao giờ thành đâu các đồng chí. Vì thật ra bác đã toàn tâm toàn ý là hy sinh. Cái sự hy sinh của bác kỳ diệu lắm. Đến mức mà thân thể của mình cũng không nghĩ là của mình nữa. Trong di chúc đấy, bác bảo chia đều cho xương vào ba hộp sành, cho mỗi miền một hộp. Đến thân thể của mình cũng không nghĩ của mình nữa cơ mà. Thì còn có ai hóa thân đến như vậy không? Người thứ tư mà mong bác có gia đình chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò yêu quý của bác, người mà đã lọt vào mắt xanh của bác, để rồi sau này bác phong thẳng từ du kích lên đại tướng có một lần duy nhất. 37 tuổi bác đã phong hàm đại tướng. Bây giờ 102 tuổi vẫn chỉ là đại tướng, vì không có hàm nào cao hơn nữa. Bác Hồ là như vậy đó. Năm 1950 ở chiến dịch biên giới đấy, chính đại tướng đặt vấn đề về việc tìm người thân bạn đời cho bác, lập gia đình cho bác. Thương bác sống một mình vất vả cô đơn, không có cuộc sống đầy đủ. Đại tướng rất cẩn thận, lại đi thăm dò dư luận. Trước hết là hỏi các tướng lĩnh. Thế thì chẳng may lại gặp đúng một cái ông phản đối bác rầm rầm ra. Mà sau này ông ấy viết hồi ký lại, ông rất cảm động, là càng thấy càng thương bác. Gặp ông thiếu tướng Cao Văn Pha để hỏi xem là ý như thế nào, có đồng ý để bác lập gia đình không. Ông Cao Văn Pha giãy nảy với ta, bảo sao anh lại nghĩ thế, bác nhiều tuổi rồi. Lúc bây giờ bác nó có 60 tuổi, đã bảo bác nhiều tuổi rồi. Đúng. Gì nữa, vả lại bác là của cả dân tộc. Thế bác là của cả dân tộc thì bác không lấy vợ được. Mà 60 tuổi nếu đọc vào thơ bác ấy, thì ta mới biết là bác vẫn coi mình là thiếu niên. 60 tuổi vẫn còn xuân tráng cơ mà. So với ông Bành Tổ 800 tuổi vẫn thiếu niên cơ mà. Ăn khỏe, ngủ ngon, làm việc khỏe, trần mà như thế kém gì tiên. Đời bác như vậy. Đại tướng nghiêm nét mặt mà nói là: anh nghĩ như vậy là phong kiến lắm. Tại sao anh có gia đình có hạnh phúc, còn bác lại không? Tôi cũng vậy. Cho nên chúng ta không cẩn thận đấy, thương bác, ngưỡng mộ bác, mà hóa ra là ích kỷ, chỉ biết mình. Tại sao bác lại phải hy sinh như thế? Đặt vấn đề như thế là rất nghiêm túc. Nhưng mà rồi chiến tranh, trăm công nghìn việc, nó cuốn đi, không bao giờ có dịp trở lại. Có một cái hội nghị quân đội. Hội nghị này có cả cố vấn Trung Quốc dự, mời cả bác dự, và gồm các tướng lĩnh của mặt trận Điện Biên Phủ họp, họp bàn về chiến dịch. Nhưng mà rồi chẳng hiểu làm sao nó lại lái chủ đề sang chuyện việc riêng tư của bác. Thế là thảo luận sôi nổi, đề nghị bác lấy vợ các đồng chí. Ông cố vấn Trung Quốc ý, phát biểu là rất là ngưỡng mộ bác, sự nghiệp của bác rất vĩ đại, nhưng mà chưa đầy đủ vì bác chưa có gia đình. Cho nên đề nghị các đồng chí Việt Nam phải quan tâm đến bác, phải lo vợ con cho bác, lập gia đình cho bác. Thế là mọi người bảo ai đồng ý thì giơ tay, cả hội trường giơ tay hết đâu, vỗ tay vang dội cả. Mà bác ngồi ở dưới bác dự nhé, bác tươi cười, bác cảm ơn. Bác bảo bác cảm ơn các đồng chí cố vấn Trung Quốc, bác cảm ơn các chú đã quan tâm đến cuộc sống của bác. Nhưng nghị quyết của các chú hoàn toàn phá sản, không thực hiện được đâu. Đấy. Một là bác đã tự nguyện rồi, hy sinh. Hai nữa bác nói câu này ta mới ngạc nhiên này: hội nghị của các chú toàn đàn ông, không có một phụ nữ nào mà lại biểu quyết bác lấy vợ, thì bác lấy ai? Đấy, các đồng chí. Bác rất là tinh tế, các đồng chí, hóm hình, mà ta có hiểu đâu. Hội phụ nữ thương bác lắm,
Bao nhiêu lần định manh mối cho bác mà cũng không thành. Thương bác đến mức mà bác làm việc vất vả ngày đêm, sống tuổi già cô đơn như vậy. Cho nên phải lấy hết can đảm mạnh bạo hỏi bác một câu là: thưa bác, giả sử như bác có gia đình, bác có người yêu, thì tiêu chuẩn người yêu của bác như thế nào? Ý là để các cháu còn chuẩn bị đấy. Bác cười, bác bảo là các cô lại giục bác lấy vợ phải không? Đã không lấy thì thôi, các cô giục bác lấy vợ hỏi một tiêu chuẩn thì bác nói ngay. Bác nói ngay bác chỉ có một tiêu chuẩn thôi. Tiêu chuẩn đó là dứt khoát phải đẹp. Cái người phụ nữ chọn cho bác ấy dứt khoát phải đẹp. Bác rất con người chứ có làm gì. Chứ đừng nghĩ bác là ông thánh, không biết chuyện cuộc đời hay là siêu phàm gì đâu. Bác rất là nhân tình, tâm hồn bác rất là phóng khoáng. Phạm Văn Đồng gọi là người sống trong ngôi nhà sàn đơn sơ giản dị, ngát hương thơm cây cỏ hoa vườn, mà tâm hồn thì lộng gió bốn phương của thời đại đó. Phải đẹp. 78 tuổi, tức là một năm trước khi mất, bác còn tiếp khách quốc tế. Mà lần tiếp khách phụ nữ đấy, toàn những người nổi tiếng cả. Con gái thủ tướng Ấn Độ Nehru này, nhà văn, nhà báo Pháp này, toàn bộ những người phụ nữ đẹp, nổi tiếng. Bác ân cần tiến ra tận cửa phòng khách, đi trên thảm đỏ. Lúc chia tay, bác đặt vào lòng bàn tay họ một đóa hồng, một bông hồng. Phóng viên tới tấp nhiếp ảnh, chụp ảnh, quay phim, đưa tin về nước đăng báo. Ngay hôm sau báo đã ra mắt một cái dòng chữ lớn là: Hồ Chí Minh nửa thế kỷ hoạt động cách mạng vẫn ga lăng như thường. Bác Hồ của chúng ta như vậy, đặt đóa hoa hồng trong lòng bàn tay phụ nữ xinh đẹp thì đủ hiểu bác lịch lãm đến như thế nào. Riêng chỗ này đấy, chúng ta làm lãnh đạo quản lý, mà nhất là rồi đây đất nước sẽ văn minh hơn, hiện đại hơn, thì ta phải học cho được cái phong cách ứng xử văn hóa của bác lịch lãm vô cùng đó. Là như vậy. Nhưng mà cũng chính vì lẽ đó đấy, mà ta hiểu lầm bác. Bác vĩ đại bao nhiêu thì giản dị bấy nhiêu. Bác là giản dị các đồng chí nhé. Còn ta cứ nhầm là giản đơn là không đúng đâu. Có chúng ta giản đơn thôi, chứ bác là giản dị. Giản dị là chỗ tột cùng của phong phú. Sâu sắc, trải nghiệm, lịch lãm mới giản dị được. Giản dị đến mức nó như khí trời, như nước uống, như hơi thở, không cần một sự tô vẽ nào cả đấy cơ mà. Đấy. Thế là ta mới bảo nhau đi đón bác. Thấy được tin bác về thăm, các đồng chí lãnh đạo, như kiểu các đồng chí đây này, đi đón bác. Đón bác lại dặn nhau là để cho bác khen là giản dị. Thế là các vị nhà mình rủ nhau ăn mặc giống hệt bác các đồng chí. Toàn quần nâu áo vải đón bác cả. Có vị là còn đi cả dép cao su, đội mũ lá, vắt khăn mặt bông trắng ở cổ như hệt bác ra chiến trường. Ô tô bác đến càng gần bác càng thấy lạ. Sao lại có đoàn người giống nhau thế? Cứ xếp hàng ngang chờ bác. Bác mới mở cửa xe xuống bác hỏi. Hóa ra toàn cán bộ chủ chốt các địa phương. Bác cười, bác phê bình. Nhưng bác phê bình rất khéo, không bao giờ nặng lời. Hóm hình, sâu sắc. Bác bảo là các chú đóng kịch khéo lắm. Thôi đi về thay quần áo, bác đợi để làm việc. Không thế được. Thế là bắt trước chứ không phải học đâu. Đấy là sao chép. Học là học cái tâm, cái trí, cái đức của bác này, để giỏi hơn, tốt hơn, để làm việc sao cho xứng đáng với dân hơn. Đấy mới là cách học. Chứ không phải học máy móc kiểu đó. Đấy là sao chép bắt trước. Chúng ta lại không hiểu. Trên đường về các vị lại bàn với nhau: sao tưởng bác khen bác lại chê. Thì ta cứ hiểu nhầm là giản dị với giản đơn. Ta cứ nhầm sáng tạo với bắt trước. Thế là lại dặn nhau thôi đến lần sau để cho bác vui, ăn mặc phải thật diện vào. Lần sau lại toàn com lê đi đón bác cơ. Bác lại cười, bác bảo hôm nay bác rủ các chú đi tắt nước đấy, các chú quên rồi. Thế tắt nước thì tắt nước thế nào là các đồng chí? Đấy, chứ rõ ràng là học bác là học cái phong cách chứ không phải học cái kiểu bắt trước như thế. Đấy là một chuyện rất đáng phải ghi nhớ.
Lại một cái chuyện nữa mà Bác giản dị đến mức độ gọi là không thể giản dị hơn được nữa, tiết kiệm cũng không thể tiết kiệm hơn được nữa. Tiết kiệm của Bác đến mức gọi là khắc khổ để nêu gương. Bác nói là một tấm gương tốt còn quý hơn hàng trăm bài diễn văn. Thế là để cho Bác khen là giản dị, chúng ta bắt trước Bác. Bây giờ nghe Bác nói là Bác là người xứ Nghệ, xứ Nghệ của quê Bác đấy. Bác chỉ thích ăn những món ăn dân dã của quê nhà thôi. Ý Bác là đừng có lãng phí, đừng bày vẽ, tốn kém. Mỗi đồng tiền bát gạo đều là của dân cả, mồ hôi nước mắt của dân, thương dân phải tiết kiệm, đừng bày vẽ. Bác nói như vậy là bác biết Bác thương dân, chứ Bác là lãnh tụ, chăm sóc Bác phải tinh tế, chu đáo. Ai lại thật thà quá, thấy Bác nói như vậy là đi hỏi luôn Bác: thưa Bác, món dân dã của quê nhà là món gì? Bác lại kể ra, nào là cà muối nè, dập cá bống kho nè, canh rau muống tương gừng nè. Thế là các vị nhà mình chuẩn bị cơm cho Bác, thực đơn cho Bác, cứ mang cà lên đó, một đĩa cà để Bác dùng. Bác ăn cũng ngon lành như người dân, không có câu nệ gì cả. Bác hỏi chúng ta là cà nghệ quê Bác thì ngon thật, nhưng các cô các chú lấy đâu ra mà lắm thế, bữa nào cho Bác ăn cà? Thế ta phục vụ Bác, ai lại ta chỉ đợi Bác hỏi để khoe đấy các vị. Mà khoe thì cứ bao hoa, nói quá lên. Bác cứ dùng cho thoải mái đi Bác, chúng con chuẩn bị sẵn cho Bác một ô tô cà. Đấy là ta nói quá lên, nó không có đâu các đồng chí. Tưởng Bác vui, ai ngờ Bác lại buồn. Bác bảo cà nghệ quê Bác thì ngon thật, nhưng Bác ăn thế là đủ rồi. Bây giờ Bác nhờ các cô các chú ăn giúp Bác cái ô tô cà này đi, rồi góp tiền mà trả cho dân. Ai ăn thì người ấy trả tiền, ăn bao nhiêu trả bấy nhiêu, tùy các cô thanh toán cho Bác. Bác dạy câu này mới thấm thía. Ý Bác là chỉ làm điều lợi cho dân, không được làm gì phiền hà đến dân, gây hại cho dân. Cả đời Bác sống theo phương châm đó. Đấy là cái phần đạo đức của phong cách quần chúng, triết lý sống của Bác. Thế là ta lại rút kinh nghiệm, dọn bữa cơm buổi trưa cho Bác thì cũng có một bát cơm nhỏ, một bát canh, một đĩa thịt nhỏ và thêm cho Bác một đĩa cá rán. Bác tinh lắm, Bác hỏi ngay là có phải cá anh Vũ không? Anh Vũ là cái loại cá ở ngã ba sông Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đấy, rất là nổi tiếng. Bác bảo cá này ngon lắm đấy, nổi tiếng lắm. Nhưng Bác lại không ăn đâu. Bác bảo cất đi, chiều tối Bác mới ăn. Ta cũng không hiểu ý Bác, lại bảo thưa Bác, hắn còn nhiều, Bác cứ dùng đi. Bác bảo không, cất đi, chiều tối Bác mới ăn. Bác giải thích này, chú Tô thích món cá này lắm. Chú Tô là thủ tướng Phạm Văn Đồng. Bác toàn gọi bằng bí danh hết các đồng chí nhé. Bác rất là ưa phong cách bí mật, nó quen từ thời kỳ hoạt động nước ngoài. Chú Tô thích món cá này lắm, mà chú Tô đi công tác vắng chưa về. Bác đợi chú Tô về Bác mới ăn, có miếng ăn cũng dành cho người khác. Riêng thủ tướng đấy là người Bác rất thương. Một là thủ tướng ở với Bác rất lâu, hai là mang nhiều nét phong cách văn hóa của Bác, thủ tướng Phạm Văn Đồng đó. Thứ ba nữa là thủ tướng có một cuộc sống riêng rất vất vả, khắc khổ nên Bác càng thương. Thủ tướng cũng rất thương Bác, chỉ sợ Bác ở một mình, ăn một mình thì Bác buồn, nên mỗi lần sang làm việc lại ở lại dùng cơm với Bác để Bác vui. Có ngờ đâu Bác dặn thế này, các đồng chí này, Bác dặn là chú làm ngay cho Bác một cuốn sổ chấm cơm. Ngày xưa thời đổi, trước đổi mới nó có cái ăn tập thể các chứ, nó gọi là sổ chấm cơm đấy. Chú làm ngay cho Bác một cuốn sổ chấm cơm. Bác đặt tên cho Bác là Hiền, Bác đặt tên cho chú là Lành. Chủ tịch nước là Hiền này, thủ tướng là Lành này. Hàng ngày có hai người Hiền và Lành ăn cơm với nhau, lấy tiền lương mà thanh toán, không lấy một xu nào của đảng cả.
ta xem cái chữ liêm khiết nó từ đấy đấy các đồng chí. Bác còn dặn văn phòng trung ương đấy là bác tiếp khách, bác mời cơm các nhà lãnh đạo, bác mời cơm đàn dũng sĩ miền Nam ra thì các chú phải lấy tiền lương của bác mà thanh toán, bác cấm không được lấy quỹ đảng. Những điều này thành sự thật cả đấy các đồng chí nhé. Cho nên các đồng chí hiểu này, khi bác mất ấy, đồng chí Vũ Kỳ đem nộp cho trung ương bản di chúc kèm theo một cái túi vải. Túi vải tức là cái túi đựng tiền tiết kiệm của bác, mở ra còn được mấy nghìn bạc cả một cuộc đời. Cái túi vải mà có cái giải rút kéo lên, chứ làm gì có ví da, làm gì có tài khoản với chúng ta bây giờ, mà bác cho hết. Các cụ già thượng thọ 80 tuổi trở lên bác đều gửi quà, các bà mẹ sinh 3, sinh 4, sinh 5 bác đều cho quà, cán bộ, bộ đội, chiến sĩ, dân công là bác thương nhất, các cháu thiếu niên nhi đồng thứ bảy chủ nhật vào với bác, một phần tiền lương của bác là dành mua bánh kẹo cho các cháu. Còn gì nữa đâu các chú, còn được mấy nghìn bạc. Có lần mà mấy tháng lương của bác chỉ đủ mua nước ngọt, nước giải khát cho các đơn vị pháo cao xạ thời kỳ chống Mỹ, phòng không trực chiến. Bác đi thăm một đơn vị phòng không về, bác đội cái mũ sắt vào đầu này, nó nóng như một cái chảo giang, mà không có một giọt nước nào xung quanh cả. Bác buồn lắm, bác bảo ông Vũ Kỳ là về lấy ngay túi tiền bác gửi chú ra đây. Ông Vũ Kỳ không hiểu, bảo bác cần gì để cháu đi mua. Bác bảo bác có mua gì đâu, cứ về lấy cho bác. Lấy ra bác bảo đếm cho bác xem được bao nhiêu, tính ra là mua được bao nhiêu chai nước ngọt. Mua hết gửi ra cho từng đơn vị trực chiến. Bác là như vậy chứ có gì nữa đâu các đồng chí. Mong manh áo vải hồn muôn trượng, hơn tượng đồng phơi những lối mòn. Thế bây giờ bác giản dị bao nhiêu thì vĩ đại bấy nhiêu. Cho nên ta phải hiểu đúng là bác, chứ không có thì ta sẽ hiểu sai và làm không được. Bác viết cho báo Đảng hàng nghìn bài như vậy mà ta vô ý quá các đồng chí. Ta vô ý lắm, không bao giờ ta gửi tiền nhuận bút cho bác cả. Tiền viết báo làm gì? Phải có tiền cho bác, phải có báo biếu cho bác, còn nó có luật nhà nước rồi. Ta lại nghĩ là bác vĩ đại quá, ai dám đưa cho bác mấy hào bạc nhuận bút. Thế rồi quên bác đi các đồng chí. Báo cho bác lại nghĩ là ở văn phòng trung ương thiếu gì báo, cũng không đưa nữa. Thế là sơ suất lắm. Bác đợi mãi chứ, tiền chả có, báo thì không, bác đòi đi các đồng chí. Bác gọi điện thẳng về báo Nhân dân bác đòi tiền. Riêng chỗ này ta phải học bác. Đấy không phải là chuyện tiền nong, đấy là cả một bản lĩnh văn hóa. Bác hồn nhiên, tự nhiên bao nhiêu thì ta cứ lúng túng bấy nhiêu, vì ta chưa có cái bản lĩnh đó. Bác gọi điện thẳng sang báo Nhân dân. Báo Nhân dân là cơ quan tư tưởng của Đảng. Tổng biên tập báo Nhân dân là hàm bộ trưởng. Trong Đảng ít nhất là ủy viên trung ương, có khi là ủy viên bộ chính trị. Thế là bác hỏi ngay, cho bác gặp chú tổng biên tập báo. Tổng biên tập ra tiếp chuyện bác, bảo bác hỏi ngay, thế chú quên bác rồi à? Bác viết cho các chú nhiều thế mà chẳng giả cho bác xu nào là thế nào. Bác đòi tiền rất là thoải mái hồn nhiên, còn ta thì lúc ta lúc túng các đồng. Tổng biên tập vội vàng xin lỗi bác, chúng cháu quả thật là có lỗi lớn quá, mong bác tha lỗi cho. Rồi thanh minh các đồng chí, thanh minh cũng rất thật thà, nhưng xin bác cũng phải hiểu cho lòng chúng cháu. Anh em chúng cháu ngày nào cũng bảo nhau, bác Hồ của chúng mình vĩ đại lắm, bác không biết tiêu tiền nữa. Ta lại nghĩ thế các đồng chí. Thế là biến bác thành ông thánh rồi, có để cho bác sống như chúng ta đâu. Bác là con người chứ, bác biết tiêu tiền quá sao không biết. Đồng tiền nào chả có ảnh bác ở trên mặt tiền, bác biết quá. Ở đây có các đồng chí nào là nhà giáo, thầy giáo, cô giáo mà dạy văn, ta có nhớ nhật ký trong tù của bác 14 tháng giam cầm trong nhà tù Tưởng Giới Thạch. Bác sang Trung Quốc để tìm viện trợ, tìm đồng minh, liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trên đường đi bị bắt, nó nghi bác là hán gian, vì nó khám giấy tờ của bác không có giấy tờ.
có mỗi cái giấy thông hành làm giả mà lại quá hạn, nó bắt luôn. Giải đi bao nhiêu nhà lao, trong túi bác còn có mấy đồng bạc lẻ. Thế mà các đồng chí biết bác dùng làm gì không? Bác biết tiêu tiền chứ. Bác cho cai ngục, và bác bảo nó đi mua cho bác một cút rượu, một gói lạc giang. Đấy là bác tự mở tiệc cho mình trong nhà tù để đón giao thừa năm mới đấy. Bác biết tiêu tiền quá, sao không biết tiêu tiền? Ta cứ nghĩ bác là thần thánh là không đúng đâu. Bác cười, bác bảo bác có nghĩ vĩ đại gì như chú tưởng đâu. Bác bình thường như mọi người như chú thôi. Thôi giả tiền cho bác đi. Bác đòi tiền thoải mái như vậy các bạn. Đấy là cả một bản lĩnh văn hóa. Nhưng cái chuyện quan trọng là câu sau cơ. Bác bảo thôi, dù sao chú cũng có lời xin lỗi bác thì bác cho qua. Bác rất bao dung. Bây giờ bác dặn chú một câu, với dân các chú không được thế. Với bác mà các chú còn thế, với dân các chú đứng ứng xử như thế nào? Đấy mới là cái đích của câu chuyện. Thì ta mới càng thấy bác là chỉ vì dân mà bác dạy chúng ta tôn trọng dân như vậy. Bây giờ thời gian nó trôi qua rất lâu rồi, hơn một nửa thế kỷ, không tìm ra được ai là tác giả. Ai lại bảo nhau khiêng vào nhà sàn để biếu bác một cái két sắt cơ đâu. Bác thì có đồng xu nào đâu mà lại biếu két sắt cho bác chứ. Ta nghĩ rất là hồn nhiên, nhưng mà cách ứng xử là không cân nhắc gì cả, làm bác buồn. Nghĩ rằng là bác vĩ đại lắm, bao nhiêu tài liệu quốc gia quốc tế cơ mật phải giữ cho bác để bác đựng trong két ấy, thế là khiêng vào. Ai ngờ bác lại buồn. Bác bảo là có lòng với bác rất cảm ơn. Bây giờ các chú hãy nhìn ra cổng, nhà bác đã có bộ đội gác rồi này. Ở trong này tức là cái nhà sàn, các chú làm việc với bác từ sáng đến đêm khuya, thường là bốn người: Trường Chinh chủ tịch quốc hội, Phạm Văn Đồng là thủ tướng, Võ Nguyên Giáp là đại tướng tổng tư lệnh, và tổng bí thư Lê Duẩn. Những người bên cạnh bác chỉ có Vũ Kỳ là thư ký của bác, một trong tám thư ký của bác. Bác bảo riêng chú Kỳ là về muộn nhất, bác phải giục về với vợ với con thì mới về cơ, vì còn vào tắt đèn cho bác này, vặn nhỏ cái đài cho bác để bác ngon giấc. Thế bây giờ các chú ở với bác suốt ngày mà bác lại nhận két sắt của các chú thì có khác gì bác nghi ngờ các chú? Bác nghi ngờ các chú là ăn cắp của bác. Anh ta cứ nghĩ hồn nhiên như vậy, trong khi bác cực kỳ sâu sắc, làm bác buồn. Bác bảo thôi, dù sao cũng có lòng với bác rất cảm ơn. Bây giờ bác nhờ các chú khiêng giúp bác cái két sắt này về cho Bộ Tài chính, tặng Bộ Tài chính. Bên đó mới có tiền, có vàng, có đá quý, chứ bác thì có gì đâu. Thì câu chuyện đó là rất cảm động, để thấy thêm một cái nét giản dị của bác, vĩ đại của bác, mà nó toát lên tất cả các phong cách. Chính vì lẽ đó cho nên ta mới hiểu điều này. Tại sao mà bác đi thăm quần chúng nhân dân, ví dụ nông dân, bác ngồi bệt ngay ở bờ ruộng, bác cầm bát nước vối của bà con nông dân đưa cho uống ngon lành, bác đứng giữa ruộng xem từng cái nắm lúa của người dân, hạt thóc như thế nào, có mẩy không? Chứ bây giờ các đồng chí nhé, lãnh tụ chính khách ấy, nước rửa tay là 3-4 lần kiểm soát, bảo vệ an ninh ở các nước như thế đấy, nếu mà còn ám sát. Còn bác không, bác nói là dân là thành trì của bác, sống trong lòng dân thì dân là người bảo vệ tốt nhất. Bác tin dân đến như vậy. Đặc biệt có một lần, một đồng chí cán bộ cao cấp của Trung ương đến gặp bác, nói một câu chuyện rất nghiêm túc. Câu chuyện tức là đề nghị bác mặc quần áo khác, bác đừng ăn mặc kiểu này. Nói rất là chân thành mà nghiêm túc, bảo xin bác thay quần áo khác,
ý bác ăn mặc sang trọng âu phục vào. Bác cứ mặc như thế này, rồi dân chúng họ phê bình đảng, phê bình chúng tôi là không quan tâm đến bác. Rồi bác ăn mặc thế này thì bạn bè quốc tế họ sang, họ cười đảng ta là không quan tâm đến bác. Bác cười, bác bảo việc có gì đâu mà chú làm quan trọng thế. Bác ăn mặc thế này nó quen rồi, nó thoáng đãng mát mẻ. Bác nói câu sau với Thấm Thía này: bác ăn mặc như thế này mà dân còn khổ. Nếu bác ăn mặc sang trọng vào như chú muốn thì dân còn khổ đến đâu nữa. Câu này đi vào lịch sử đấy các đồng chí nhé. Mà nếu hiểu đúng ra đấy thì các đồng chí cho phép tôi giải thích cái câu này như thế này. Đây mới là cái thâm ý của bác. Ý bác là bác ăn mặc như thế này mà các cô các chú, tức là cán bộ đấy, còn làm dân khổ. Nếu bác ăn mặc sang trọng như chú muốn vào thì các chú còn làm dân khổ đến đâu nữa. Ý bác là như vậy. Thì ta mới thấy là bác vừa rất là sâu xa, vừa nghiêm khắc mà vừa bao dung. Lại có một lần khác, một cán bộ cấp cao của văn phòng trung ương đến trình bày với bác, xin bác một điều: thưa bác, bây giờ đảng ta đã cầm quyền, cách mạng đã thắng lợi, theo bác có điều gì đáng sợ không? Ý là để bác giảng giải thêm cho đấy, có điều gì đáng sợ không? Bác bảo đảng cách mạng quang minh chính đại có gì mà sợ. Người cách mạng suốt đời chỉ vì dân, làm công bộc cho dân, được dân tin, dân yêu, dân bảo vệ thì có gì mà sợ. Không khó khăn nào không vượt qua, không kẻ thù nào không đánh bại. Nhưng sợ nhất là cái sự bất minh, bất chính, khuất tất. Và bác chỉ sợ có mỗi một điều thôi. Rồi bác im lặng, bác không nói. Đôi mắt bác đượm buồn, vẻ mặt trầm ngâm. Bác bảo bác sợ nhất có một điều thôi. Đợi mãi không thấy bác trả lời, ta mới hỏi là: thưa bác, điều gì làm bác sợ vậy? Bác trả lời thế nào không chứ? Bác nhìn thẳng vào mặt chúng ta, bác bảo bác sợ nhất chú, bác sợ nhất các chú. Các chú mà làm sai, làm hỏng, mà hư hỏng đấy, dân oán, dân ghét thì mất hết. Sâu sắc lắm đấy các đồng chí. Đầu nhất là bây giờ với đảng ta, với tình hình đảng ta hiện nay, thì điều này là trở lại lời bác là thấm thía vô cùng đấy các đồng chí. Thế có một lần, một cán bộ chỉ huy quân đội, quân sự đấy, đến báo cáo bác, nói rất là say sưa: thưa bác, chúng ta vừa đánh thắng một trận rất đẹp. Rất đẹp nhé. Bác bảo đẹp thế nào? Bảo thưa bác, giết được rất nhiều giặc, bắt sống được rất nhiều tù binh, cướp được rất nhiều vũ khí chiến lợi phẩm. Bác bảo này chú, chết nhiều như vậy mà chú gọi là đánh đẹp sao? Đổ máu không bao giờ là đẹp. Đổ máu là điều vạn bất đắc dĩ thôi. Đấy là các chú đánh giỏi thôi, chứ không thể gọi là đánh đẹp được. Đấy, cái chất nhân văn của Hồ Chí Minh là chỗ đó. Đổ máu không bao giờ là đẹp. Các đồng chí nhớ là bác còn ái ngại, xót xa ngay cả khi kẻ thù nó ngã xuống. Dù là kẻ thù, bác bảo họ cũng là nạn nhân thôi. Nếu không có dã tâm xâm lược của đế quốc thì việc gì mà đến nỗi chết oan uổng thế này. Thế cơ mà. Bộ trưởng Vũ Đình Tông có một người con trai tử trận trên chiến trường, bác đau đớn lắm. Bác viết điện chia buồn, bác nói thân thiết như thế này này: ngài mất đi một người con, còn tôi thì đứt đi một khúc ruột. Ngài biết rằng tôi không có vợ con gia đình, nam nữ thanh niên đều là con cháu của tôi cả. Cho nên ngài mất một người con mà tôi cũng đứt một khúc ruột. Mong ngài nén đau thương mất mát để cho cháu được vĩnh hằng thanh thản, và để ngài tiếp tục làm nhiệm vụ cao cả mà nhân dân giao phó. Tức là bộ trưởng, bộ thương binh. Bác là như vậy đấy các đồng chí.
Thế còn trong Kinh Thánh ấy, các đồng chí biết ấy, có một câu rất sâu sắc là gì? Đã là nước mắt thì nước mắt nào cũng mặn, đã là máu thì máu nào cũng đỏ, trên đổ máu là bất đắc dĩ. Bác bảo là đánh đẹp không phải đánh đẹp, đánh giỏi thôi. Sâu sắc lắm. Ngay cả Tổng Tiến Công Mậu Thân ấy, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, chỉ cần Mỹ rút về nước, chỉ cần chính quyền Ngụy đổ vỡ, đổ sụp đổ thôi, không giết đâu có làm gì. Mỹ cút cơ mà, Ngụy nhào cơ, không giết. Trên toàn bộ mấy cái phong cách Hồ Chí Minh đấy, sâu xa ra là đạo đức, là chủ nghĩa nhân văn, là tình thương mênh mông của Bác. Còn riêng với chúng ta, từ mọi cán bộ đảng viên đến mọi người dân, Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói là trong trái tim mênh mông của Bác, ai là người Việt Nam cũng có phần trong trái tim đó. Là như vậy. Bác ở cương vị người đứng đầu đảng và nhà nước suốt từ thắng lợi cách mạng tháng 8 đến khi qua đời, lâu như thế, 24 năm mà ta xem không một vết gợn. Ta gọi là đời sống Bác trong suốt như pha lê, trong như ánh sáng. Là như vậy. Bác bận tâm đau khổ vì hai chuyện: một là bệnh quan liêu, hai là bệnh tham nhũng. Hai căn bệnh này mà Bác là người đứng đầu nên Bác đau khổ lắm. Các đồng chí nhớ là dân không thể quan liêu. Quan liêu là cán bộ, là quan thôi. Dân càng không thể tham nhũng. Tham nhũng là người có chức có quyền, từ to đến nhỏ, từ nhỏ đến lớn. Đấy, chỗ này là chỗ phải rất chú trọng. Nhưng mà khó một nỗi là ở Việt Nam đấy, nó lại rắc rối là dân cũng tiếp tay cho quan liêu tham nhũng một cách không cố ý, để cho nó được việc của mình. Đấy, cho nên nó mới rắc rối, nó bện chặt vào nhau và mới khó sửa. Bác quyết định sửa, Bác sửa rất độc đáo. Bây giờ chúng ta còn đang học Bác cái điều đó mà chưa được. Ai lại Bác bảo ông Vũ Kỳ các đồng chí? Ông Vũ Kỳ là chú lấy tiền lương của Bác mà Bác nhờ chú giữ đấy. Chú đi mua cho Bác thật nhiều bút máy để sẵn xong một chiếc hộp mang lên cho Bác, để sẵn ra, mở nắp ra để trên bàn hội nghị. Bác lại chỉ thị là triệu tập họp chính phủ mở rộng. Chính phủ mở rộng tức là cả bộ trưởng, cả thứ trưởng, mời thêm các chủ tịch tỉnh, đông lắm. Bác đứng sớm, Bác bảo kê cho Bác cái bàn chủ trì ra phía ngoài. Bác bảo là để hộp bút máy đầy ắp lên trên mặt bàn, ai vào thấy Bác cũng chào, ai thấy bút chắc là cũng hỏi. Bác đoán thế nào nó xảy ra đúng như thế. Quả nhiên các vị nhà mình vào họp chào Bác xong đều hỏi Bác, trăm người giống nhau như một: thưa Bác, ai biếu Bác mà Bác lắm bút thế? Bác cười, Bác bảo làm gì có ai biếu Bác, Bác mua bằng tiền lương của Bác đấy. Tí nữa đông đủ, Bác phát tặng cho mỗi cô mỗi chú một cái bút để làm việc. Thế là ai cũng nâng niu quà của Bác trên tay. Các vị nhà mình mới lật thân bút ra xem, thì có ngờ đâu Bác đã cho khắc một dòng chữ trên thân bút kín đáo từ trước. Dòng chữ đó là bút chống quan liêu tham nhũng. Bác không nói một câu nào. Người ta gọi là triết học Hồ Chí Minh là một thứ triết học vô ngôn, không cần lời nói, chỉ bằng ứng cử, hành vi cử chỉ nó toát lên. Các đồng chí nhà mình cũng không ai nói với ai một câu nào cả. Im lặng của Bác là có giá trị cảnh cáo. Im lặng của chúng ta là một lời tự vấn lương tâm. Có thì phải sửa ngay, chưa có phải phòng tránh. Bác chữa bệnh như thế đấy. Chữa bằng luật pháp, bằng đạo đức, bằng nêu gương, bằng văn hóa. Thế còn chuyện Bác chữa tham nhũng trong đảng mới tinh tế là, ta nhớ là đảng cầm quyền thì quan liêu tham nhũng là bệnh của nhà nước, nó cũng ngấm cả vào trong cơ quan đảng. Và đây mới là chỗ nguy hiểm của ta, phải chữa. Chứ đảng ta phải đột phá
về chống tham nhũng bằng cách lập lại ban nội chính trung ương là vì vậy. Thế cho nên là Bác mới chủ trương hỗ trợ tư tưởng tinh thần cho đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bác phong tướng cho ông Giáp có một lần, tôi đã nhắc là 37 tuổi. Khi Bác phong tướng cho ông Giáp ấy, các nước nó gửi điện chúc mừng đã đành, nhưng mà nó hỏi tới tấp những câu phỏng vấn, hỏi toàn những câu có vẻ trịch thượng. Thí dụ nó hỏi như này là: xin chủ tịch vui lòng cho biết nguyên tắc phong tướng của chủ tịch là gì? Ý là nó chê chúng ta là súng trường lựu đạn du kích dao găm mà cũng tướng với ta, làm gì có hải lục không quân. Cái cách nhìn của Tư Sản nó là như vậy. Bác ở châu Âu mấy chục năm, Bác có lạ gì đâu. Bác trả lời rất là thông thái. Bác nói là nguyên tắc của tôi rất đơn giản, thắng cấp nào tôi phong cấp đó. Có thế thôi, tôi thắng anh cơ mà. Thắng tá phong tá, thắng tướng phong tướng. Ông Giáp lẽ ra phải phong mấy lần đại tướng, tôi phong có một lần cơ mà. Anh chê tôi cái nỗi gì nè. Cách ứng xử của Bác như thế. Thế nhưng mà để có Điện Biên Phủ đấy, Bác chuẩn bị chu đáo lắm. Một là phong tướng, hai là huấn luyện quân sĩ, thứ ba là chuẩn bị lương thực, đạn dược, vũ khí, đâu vào đấy. Và Bác tiễn đại tướng ra mặt trận bằng một câu thôi: tướng quân tại ngoại. Tức là cho toàn quyền quyết định, thắng thì đánh, chắc thắng mới chắc đánh. Chỉ được phép báo về với Bác là thắng trận, không được câu nào khác. 40 tuổi đại tướng cầm quân ra trận, đầu bịt kín thế này, bịt khăn, ở trong lót toan lá ngải cứu các đồng chí, căng thẳng như muốn vỡ ra chứ. Khi phải thay đổi toàn bộ trận địa, kéo pháo vào kéo pháo ra, các đồng chí biết rồi, chứ theo phương án Trung Quốc thì chết hết. Thiên bài là chỗ đó đấy các đồng chí. Bác chọn người như vậy và chọn đúng người như vậy. Bác và hỗ trợ thêm, Bác hỗ trợ thêm cho Điện Biên Phủ bằng cách bàn với Trung ương để quyết định chỉnh huấn, chỉnh đảng toàn quân, toàn đảng. Bao nhiêu cán bộ cao cấp khắp mọi miền kéo về núi rừng Việt Bắc học, mà Bác chủ trì. Bác chủ trì, Bác nói thế này: mỗi cô chú viết cho Bác một bản kiểm thảo. Kiểm thảo tức là kiểm điểm với các đồng chí. Vừa rồi các đồng chí làm cả, vừa rồi toàn đảng kiểm điểm từ Tổng Bí Thư trở xuống. Dĩ nhiên là chúng ta làm chưa tốt lắm, nhiều cái xử lý cũng chưa thật hay lắm. Chứ nếu mà tốt hơn, hay hơn ấy, thì chắc là sẽ được lòng dân nhiều hơn. Bây giờ đang phải đổi mới và đang phải hoàn chỉnh, đang phải khắc phục những cái gì chưa tốt, để không bao giờ làm cho dân nản lòng. Dân rất tốt chứ, mất lòng dân là mất hết. Thì Bác chủ trương là chỉnh huấn toàn đảng toàn quân để củng cố niềm tin, hỗ trợ Điện Biên Phủ. Bác bảo mỗi cô chú viết cho Bác một bản kiểm thảo, ai có khuyết điểm gì phải khai ra hết với Bác, nói rõ nguyên nhân, cách chữa, bao giờ chữa được, rất thiết thực. Bác đọc không sót một bản nào cả. Lên hội trường Bác tổng kết, nét mặt Bác rất nghiêm, nghiêm lắm. Bác bảo Bác khen các cô các chú đã có lòng dũng cảm nhận lỗi, thế là tốt. Nhưng theo Bác phải sửa chữa ngay, không thì sẽ nguy mất. Thời kháng chiến đã thế đấy các bạn, không thì sẽ nguy mất. Tức là lỗi nhiều quá, khuyết điểm nhiều quá. Thời đó cũng có cả tham nhũng cho đấy. Ta có nhớ là đời Bác mà Bác phải dùng bút, Bác ký án tử hình đại tá Trần Dục Châu, Trần Dục Châu cục trưởng cục quân nhu, buông bút xong là khóc. Thức trắng đêm mất cán bộ là đau đớn nhất. Bác ký án tử hình thứ hai ông thứ trưởng bộ canh nông, canh nông là bộ nông nghiệp, mắc một cái tội đạo đức không thể tha thứ được là ngoại tình mà giết vợ, tử hình. Bác còn đề nghị là thi hành bản án ngay, công bố rộng rãi cho toàn dân biết, đau mấy cũng chấp nhận để giữ cho trong sạch. Thời Bác như vậy. Bây giờ Bác đã chỉnh huấn, Bác làm đâu vào đấy. Và cả hội trường lắng xuống xúc động, vì để Bác buồn.
Bác lo nghĩ, hôm đó lại là hôm chia tay, mỗi người về một địa phương, chiến tranh thì bom rơi đạn lạc, chả biết nay sống mai chết thế nào. Chứ các vị nhà mình cũng buồn lắm. Bế mặt, thế là mới rủ nhau xuống suối tắm cho nó mát mẻ, hạ hỏa chia tay nhau. Chưa kịp tắm bác đã xuất hiện. Thế là một đồng chí mới chạy lên để đưa bác đi đường khác, chỗ này các cháu đang chuẩn bị tắm. Bác cười, bác bảo không, bác chủ ý như vậy, cho bác xuống tắm cùng các chú cho nó vui, rồi tiện thể bác tiễn các chú về luôn. Bác là như vậy, rất là dân chủ, thân ái, gần gũi, làm việc thì rất nghiêm, mà cuộc sống hàng ngày rất thân tình, ai cũng tin yêu bác. Một vị tướng trẻ mới len vào giữa dòng suối, đến gần chỗ bác tắm, để cốt là để kỳ lưng cho bác đấy các đồng chí. Nói một câu rất cảm động nhé: bác ơi, bác gầy quá, bác cởi trần đánh bóng rổ bóng chuyền ở Việt Bắc gầy lắm, những ngày cuối đời bác không ăn uống gì, hôn mê còn gầy nữa, gầy đến xót xa các đồng chí. Bác lại không trả lời là gầy hay béo các đồng chí. Hỏi bác là bác ơi bác gầy quá, bác có trả lời đâu. Bác hỏi lại chứ: chú tham ô mấy vạn? Vừa mới kiểm điểm xong rồi. Cái vị cán bộ này như nó nói nhỏ vào tai bác, mà là một ông tướng đấy, bảo thưa bác, tất cả là 4 vạn. 4 vạn tức là 40.000. Ngày xưa tiền tài chính như thế là là to, chứ còn sau này xuống tiền ngân hàng nó còn có 4.000 đấy. Nói xong với bác rồi thanh minh để bác hiểu. Bác bảo khai thì cháu khai thôi, chứ cháu có lấy đâu. Cháu không lấy, cháu cho chiến sĩ, nhưng mà lỗi thì cháu nhận. Bác rất ngạc nhiên, bác bảo thế phải kể rõ đầu đuôi bác mới biết được chứ. Bảo thưa bác, quân nhu họ đã phát cho cháu rồi. Quân nhu tức là cán bộ hậu cần, phát tiêu chuẩn cấp tướng cho ông ấy rồi. Ngày xưa toàn viện vật cả mà. Nhưng mà chắc là họ quên, họ lại phát nữa, thì cháu cũng cầm. Lỗi có thế thôi đấy, lỗi chỉ có thế thôi đấy. Cháu cầm nhưng cháu không lấy, cháu cho chiến sĩ. Còn lỗi thì cháu nhận. Lỗi thứ nhất là lẽ ra không được lấy, không được nhận thì cháu lại nhận. Lỗi thứ hai là lẽ ra phải phê bình cán bộ thì cháu lại cho qua. Lỗi lầm chỉ có thế thôi. Bác cười, bác bảo thế thì bác hiểu rồi. Chú cho chiến sĩ của chú mà lòng dạ chú ngay thẳng, không nghĩ ngợi gì, thì bác khen chú là có lòng nhân ái. Còn nếu chú nghĩ bụng là cho nó cái này rồi nó sẽ biếu mình cái khác to hơn, thì bác chịu, không tốt đâu. Chú nghĩ bụng, nghĩ trong lòng thầm kín, chỉ một mình chú biết thôi, chứ bác biết làm sao được. Những cách nói này của bác là rất thấm thía. Một là vừa gợi mở suy nghĩ, hai là bác cũng răn đe đấy. Động cơ, mọi người cứ ngước mắt nhìn bác cái đập dưới dòng suối, bác mới chỉ vào từng người một: chú này 4 vạn, chú kia 4 vạn, mà bảo bác béo thì bác béo làm sao được đấy các đập. Thì câu chuyện này cách đây hơn 60 năm rồi, bây giờ kể lại ta vẫn cảm thấy rất là day dứt. Bác chữa bệnh cho con người như thế, chữa quan liêu, chữa tham. Phong cách dân chủ của bác bao giờ cũng có một cái điểm tựa, đó là thương yêu. Thương yêu con người, nhất là những người cấp dưới, những người chiến sĩ. Mà gắn với tiết kiệm, vì thương yêu mà phải tiết kiệm. Tiết kiệm để không lãng phí tiền của xương máu. Bác làm việc rất khuya các đồng chí nhé. Mà trong kháng chiến thì cái gì cũng thiếu thốn. Thế là bác đem đến cho bác một cái đèn măng sông, để cho nó bác sáng bác làm việc. Bác bảo cất đi, tốn dầu lắm. Cho bác một cái đèn dầu nhỏ vừa mắt bác là được rồi. Mà bác làm việc khuya, bác gầy như vậy, chân xót xa, muốn tìm xem có cái gì để bồi dưỡng cho bác không. Thế là vào nhà bếp mà nghèo lắm, chẳng có cái gì cả, tìm mãi được một ít đỗ đen đó gì, cái ít đỗ đen ấy, lấy đường đỏ nấu được một bát chè mang lên để bác dùng.
coi như để bác bồi dưỡng ban đêm đấy. Lúc mang chè đến cho bác buổi đêm khuya ở kháng chiến, thì cái đồng chí cán bộ giao liên đi đưa công văn hỏa tốc cũng vừa mới về đến gặp bác. Bác bảo chú ở lại ăn chè với bác đã, thế là lấy thêm thìa thêm bát. Cái đồng chí mà vừa nấu chè cho bác mang lên, lại vừa là đứng gác dưới chân cầu thang nhà nhà sàn cho bác làm việc ấy, chỉ sợ bạn mình ăn chè của bác đấy các đồng chí. Thế là mới dẫm chân chứ, dẫm chân để ra hiệu, ra hiệu là đừng quan chè của bác đấy. Mà là cũng chưa yên tâm, sợ ông không để ý, lại đằng hắng nữa cơ, ra hiệu đừng quan chè của bác, có mỗi bát chè dành cho bác thôi. Mà biết chứ không ăn, không ăn thì bác cũng không ăn. Bác bảo ăn đi, chú ăn đi thì bác mới ăn. Bác tự tay xẻ bát chè làm đôi. Thế là thương bác quá mà phải ăn, ăn mà rớt nước mắt đi, xót xa thương bác. Xong rồi xuống cái cầu thang, anh bạn bảo là đã bảo là không ăn của bác rồi mà mày lại ăn của bác. Bảo khổ lắm, có muốn ăn đâu, không ăn thì bác không ăn, ăn mà thương bác giàn rùa cả nước mắt đi, có sướng gì đâu. Đấy, tấm lòng của bác như vậy. Trên đời này có ở nơi đâu mà giữa lãnh tụ với chiến sĩ không có một khoảng cách nào như vậy, chỉ có bác Hồ thôi. Trên các cái phong cách của bác ấy, một là rất trí tuệ, hai là rất đạo đức. Đúng như bác nói đấy, là nói ít làm nhiều, chủ yếu là hành động. Cứ bằng hành động để nêu gương thì đâu nó vào đấy, nhất là người đứng đầu các đồng chí. Trên cái chủ đề mà đảng ta chọn năm nay là thấm thía lắm đấy các đồng chí, nó đúng với tình cảnh của đảng ta hiện nay khi đang phải chỉnh đốn đảng. Thế có một lần, có một lần mà bác đến thăm một đơn vị quân đội, bác rất khen cán bộ công an chiến sĩ bộ đội là tiêu biểu nhất cho sự ngăn nắp, gọn gàng, kỷ luật, dũng cảm. Chỗ ăn chỗ ở đâu cũng gọn gàng ngăn nắp. Bác nhìn chăn màn giường chiếu rất là gọn gàng, bác rất khen. Nhưng bác nhìn lên trên tường các vị, nhìn trên tường chỗ mà cái giường nằm đó của chiến sĩ đấy, ai lại dám la liệt ảnh phụ nữ các vị? Toàn cắt ở trong họa báo ra. Ngày xưa là ta mua họa báo Liên Xô Trung Quốc là rất nhiều ảnh đẹp, toàn cắt dán trên tường, nhất là chỗ ở tập thể. Bác bảo chú nào nằm cái giường này đây. Thế là một chiến sĩ chạy đến bảo thưa bác giường của cháu. Bác hỏi chú có vợ con chưa, có gia đình chưa. Bảo thưa bác cháu có vợ và hai con ở quê rồi. Bác mừng lắm, bác mới chỉ đây. Thế chú chỉ cho bác xem vợ chú ở đâu nào, trong cái số này có đâu các đồng chí. Bảo thưa bác vợ cháu ở quê cơ mà, đây là cháu dán cho nó vui thôi mà. Đấy. Bác bảo không nên. Thế chú không nghĩ là rồi đến một lúc nào đó cô ấy lên thăm chú, cô ấy nhìn thế này cô ấy buồn thế nào? Vợ chú không nhớ, không yêu, không thương, chú toàn nhớ đâu đâu cả. Bác rất tâm lý các đồng chí, rất là con người. Ai lại bác về thăm quê, quê bác chỉ về có hai lần. Thanh Hóa bác về ngay cả trước khi lên Việt Bắc cơ mà. Bác còn kỳ vọng là Thanh Hóa địa linh nhân kiệt phải thành tỉnh kiểu mẫu cơ mà. Bác về Hưng Yên 11 lần. Các đồng chí biết Hưng Yên cái gì ạ? Bây giờ ta mới hiểu đấy. Hóa ra là dòng dõi quê ngoại của bác ấy, gốc tích là Hưng Yên. Ở Hưng Yên cái huyện Khoái Châu đấy, cái xã Hùng Thắng đấy, còn có cả đền thờ bà Hoàng Thị Loan mẹ bác. Bác về Thái Bình 6-7 lần tất cả. Bác về Hải Phòng 9 lần tất cả. Nghệ An bác chỉ về 2 lần. Các đồng chí chúng mình không hiểu, lại có cần trách bác, bác chả quan tâm gì đến quê hương. Nói thế là tội cho bác lắm. Bác quan tâm lắm chứ các đồng chí. Bác gửi hàng nghìn bức thư, bức điện cho Nghệ An, còn về chỉ về 2 lần. Bác tránh cho chúng ta một điều khó xử. Một người làm quan, cả họ được nhờ, tâm lý là thế mà. Chứ bác không về nhiều, nhưng bác quan tâm rất mực. Và với mọi người, mọi nơi, mọi chỗ, đâu đâu cũng là quê hương, không có phân biệt gì.
ai lại trước khi mất 3 tháng mà bác còn gửi thư cho tỉnh ủy Nghệ An. Bác dặn 3 điều. Điều thứ nhất, không được để dân đói. Điều thứ hai, không được để các cháu bỏ học. Điều thứ ba, không được để xảy ra mất đoàn kết trong đảng, đảng bộ, tỉnh, huyện, xã. Bây giờ là cả nước. Điều bác dạy bây giờ là đúng với cả nước. Nhất là vấn đề đoàn kết trong đảng hiện nay là một vấn đề đáng lo nhất, từ trung ương trở xuống. Nhất là trung ương, vì trung ương là bộ não của toàn đảng. Nếu có chuyện gì xấu xảy ra đấy thì sự nghiệp sẽ đổ vỡ hết. Lo nhất hiện nay là chỗ đó. Cho nên cái chữ dân, tôi nhắc lại là trở đi trở lại trong bác. Đem sức dân, đem tài dân, sức dân làm lợi cho dân. Giải phóng sức dân, phát triển sức dân, tiết kiệm sức dân. Đấy là điều tâm niệm suốt ngày của bác. Chỉ có một chữ dân là như vậy. Bác đi tập thể dục buổi sáng các ông chị. Thế là cán bộ giúp việc ở văn phòng đi làm sớm lắm, đi toàn đi xe đạp cả. Ngày đó là chỉ có xe máy, bây giờ thì tràn ngập hết tất cả. Cả ô tô, cá biệt tư nhân bây giờ cũng có máy bay riêng rồi. Ở Việt Nam đấy, tư nhân bây giờ cũng có máy bay riêng. Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai là có máy bay tư nhân, máy bay riêng hết. Cái thời bác ấy là toàn xe đạp đấy chứ. Thế là thấy bác đi tập thể dục, cán bộ mới nhảy xuống xe đạp để chào bác. Các đồng chí nữ thì lúng túng đổ cả xe, bác lại chạy đến nhấc xe cho. Bác nói một câu này, ta xem có dân chủ không. Bác bảo các cô, các chú cứ đi làm, không phải xuống xe. Chỉ cần gật đầu với bác này, mỉm cười với bác, gọi tên bác là được rồi. Bác có phải là vua đâu mà các cô, các chú cứ hạ mã mãi chứ. Nhảy xuống xe cũng là hạ mã mà các đồng. Phong cách dân chủ là như vậy. Lại có một chuyện này, bác từ chối quà tặng, dù chỉ là một con cá. Ta mới càng thấy dân chủ của bác. Ai lại một ông già nông dân ở một cái tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, tát ao nhà mình bắt được một con cá chép rất đẹp, khác thường. Nó mắt màu hồng, màu đẹp mà to lạ khác thường. Chuyện nông thôn thì các đồng chí chẳng lạ gì, nó chỉ một loáng một cái là lan ra cả tỉnh, cả xã, cả huyện. Thế là chuyện đến tỉnh, lên tận tỉnh. Đồng chí bí thư tỉnh ủy hồi bấy giờ ra ngay một cái lệnh, đem ngay cá về cho thường trực tỉnh ủy. Lúc bấy giờ thì được ấy ta, bây giờ không ai dám làm thế đâu. Không làm được. Cá của nhà người ta chứ, đâu cá của thường trực tỉnh ủy. Nhưng mà hồi đó thì làm được. Hồi đó vì chưa đổi mới. Hai là hồi đó là còn thiêng liêng lắm. Một cái câu nói ra của người đứng đầu tỉnh là răm rắp cả. Thế là mắt lấy là nói nôm na là tịch thu con cá của cụ già đem về cho thường trực tỉnh ủy. Ông bí thư tỉnh ủy là một người nghệ sĩ mà, tính tình bốc đồng nghệ sĩ. Ông ấy thành lập luôn một đoàn cán bộ gọi là dân chính đảng, các ông chị, lên Hà Nội thăm Bác Hồ, biếu cá Bác Hồ, để con cá vào một chiếc thuyền thúng đầy ắp nước, hoa sen, lá sen để lên trên, cá bơi lội tung tăng cho Bác Hồ nhìn, Bác Hồ thích. Những cái trò này là bác ghét lắm nữa không chứ. Phù phiếm, mất thì giờ, không đâu vào đâu cả. Rất xa lạ với bác. Mà muốn không được ngẫu hứng như vậy, lên gặp bác, thăm bác phải có lịch chứ. Phải báo với văn phòng trung ương chứ. Ngẫu nhiên như vậy, đi thế là không có nói trước gì cả. Văn phòng đã có cho vào đâu. Mà trời thì nắng, nói thế nào không được. Cầu cứu ông Vũ Kỳ, ông giúp cũng không được. Mà hôm đó bác lại đi xuống địa phương. Bác rất hay về nông thôn. Thế là cán bộ bảo để cho bác nghỉ, nếu tiếp để đầu giờ chiều bác tiếp, không đi đâu mà vội cả, bác tuổi già sức yếu, để bác nghỉ cho đỡ mệt. Bác mới cởi áo khoác ngoài, bác nằm ngay dưới sàn nhà của bác, bác nghỉ trưa. Bác cứ phe phẩy cái quạt mo cau của bác, cái quạt lá cọ của bác. Tài sản của bác là hai cái quạt, quạt mo cau của tỉnh ủy Nghệ An biếu và quạt lá cọ của tỉnh ủy Phú Thọ biếu bác. Lúc còn khỏe
còn hút được thuốc lá đấy, bác lấy điếu thuốc lá bác châm vào cái quạt lá cọ, nó thủng một lỗ để trong bảo tàng. Khách nước ngoài đến ai cũng không cầm được nước mắt vì giản dị khắc khổ, hỏi chúng ta là sao quạt của bác lại thủng một lỗ thế. Ta trả lời thế nào? Bảo bác Hồ của chúng tôi đánh dấu tài sản, có thế thôi, có cái gì đâu các đồng chí. Thế bây giờ bác cứ khoe phải cái quạt thế này, bác nghe gì dầm ở ngoài câu chuyện của bí thư tỉnh ủy là xin phép vào gặp bác 5-10 phút thôi rồi về, biếu bác con cá rồi về, cá của cụ thì cụ được gặp bác rồi về, không làm phiền bác nhiều. Thật ra đấy, lúc đi rất hào hứng, bây giờ thì rất lo chứ, chỉ sợ trời thì nắng, cá nó ươn nó chết thì làm thế nào cả. Thế là phiền phức lắm. Ở ngoài bác nghe rõ hết đầu đuôi câu chuyện, bác mới dậy. Bác mở cửa dậy, ta xem bác xử sự thế nào nhé. Các đồng chí nhớ là người dân bác còn nhớ tên, người dân bác còn nhớ ngày sinh, thì huống chi ông bí thư tỉnh ủy, người đứng đầu của tỉnh, bác biết thừa chứ. Bác coi như không biết, bác không hỏi không biết, coi như không biết. Bác cầm tay mỗi cụ già, bác ân cần dắt cụ ra phía cổng, phía hành lang. Bác bảo tôi mời cụ hút với tôi một điếu thuốc. Cánh già chúng ta hút thuốc để cho cánh trẻ họ bàn chuyện với nhau. Chuyện gì bác biết hết rồi. Hút xong điếu thuốc, bác lại dắt cụ già ân cần về đúng chỗ cụ đứng. Bây giờ bác mới vào chuyện. Bác đến gặp ông bí thư tỉnh ủy, bác coi như ngẫu nhiên, bác chỉ chú tên gì. Bác biết bác hỏi chú tên gì, thế là kể tên cho bác nghe. Bảo thế chú làm gì? Bảo thưa bác, cháu là bí thư tỉnh ủy. Bác cứ ra vẻ ngạc nhiên, chú làm to đến thế cơ à? Tức là mọi người biết là có chuyện rồi đấy, cứ dì dầm. Bác mới chỉ vào bác, thế chú có biết bác là ai không? Bảo thưa bác là bác Hồ, cả nước biết, cả thế giới biết chứ ạ. Và bác cũng đúng. Thế bác làm gì? Bảo thưa bác là chủ tịch đảng, chủ tịch nước. Bác bảo cũng đúng. Và bác bình luận thêm này, nhưng cũng chỉ là đầy tớ của dân thôi. Đấy, bác là chủ tịch đảng, chủ tịch nước, bác khẳng định là cũng chỉ là đầy tớ của dân thôi. Bây giờ bác mới bình luận, chú là bí thư tỉnh ủy mà bác cứ ngỡ chú là quan tuần phủ cơ đấy. Mà bác là đầy tớ của dân, chú lại nghĩ bác là vua hay sao? Ngày xưa của ngon vật lạ mới tiến vua, đem con cá biếu bác có khác gì tiến vua. Bác có phải là vua đâu, bác là đầy tớ của dân cơ mà. Đấy, câu chuyện này ngỏ ý là bác giáo dục chúng ta. Bác bảo con cá này của cụ, để cụ dùng làm cơm cho con cháu nó ăn cho nó vui, mời bà con hàng xóm thì càng tốt. Có lòng với bác thì bác cảm ơn, chứ bác không nhận đâu. Bây giờ trời thì nắng, bác mời cụ và các chú nghỉ ngơi một lát, uống nước đi rồi về, để bác còn làm việc. Và từ nay trở đi không bao giờ được như thế nữa. Phong cách dân chủ của bác là như thế, thì ta mới càng thấy thấm thía là bác dạy thế nào chúng ta làm, bác nói như thế nào bác làm như vậy. Bác sinh thời đấy, bác thấy cán bộ chúng ta nói nhiều làm ít, bác sốt ruột lắm. Bác uốn nắn một cách rất tinh tế, một cách rất cụ thể. Bác bảo tạo hóa cho mỗi người hai con mắt để nhìn, hai cái tai để nghe, hai lỗ mũi để ngửi, nhưng chỉ có một cái miệng thôi để nói. Cho nên các chú nói ít thôi, đừng nói nhiều quá. Dở nhất là nói nhiều mà lại không làm được cái gì cả, hoặc lời nói việc làm trái nhau thì càng bất đắc rồi. Bao nhiêu điều như vậy xứng đáng để chúng ta ghi lòng tạc giả. Một là tình thương của bác, hai là sự dạy dỗ sâu sắc ân cần của bác, trí tuệ cao cả của bác, tất cả chỉ vì dân vì nước. Thế thì năm thực hành lớn nhất của đời bác là những thực hành nào? Thực hành thứ nhất đấy là thống nhất giữa lý luận với thực tiễn.
giữa nói và làm, giữa nhận thức với hành động. Đây là một sự thống nhất gần như là nhuần nhuyễn ở trong cuộc đời bác. Các đồng chí thử xem như là Bác Hồ của chúng ta vĩ đại uyên bác như vậy, đến mức mà thế giới họ tôn vinh là danh nhân kiệt xuất. Vậy mà bác dùng lý luận như là lời ăn tiếng nói của nhân dân, không có một chút nào cao đạo sách vở cả, để dân hiểu, để cán bộ hiểu và làm theo. Mà bác ghét nhất ấy là cái thói phù phiếm, khoa trương. Bác phê bình cán bộ chúng ta là học chủ nghĩa Mác Lênin, cốt là nắm lấy tinh thần và phương pháp để rồi ứng xử với con người, công việc cho nó đúng đấy, chứ không phải đọc được 2-3 quyển sách có mấy chữ nghĩa để rồi đi lòe thiên hạ. Bác phê bình như vậy. Thứ hai nữa là có một lần ở chiến khu Việt Bắc ấy, thế là bác thấy một đoàn nam nữ thanh niên ngồi nghỉ ở bờ suối, thấy bác đến, thế đứng dậy chào bác. Bác hỏi là các cháu đi đâu, thế trả lời bác là thưa bác, chúng cháu đi học lý luận, học trường đảng. Bác bảo học gì vậy? Bảo thưa bác, chúng cháu học về Mác Lênin như chúng ta vậy. Bác hỏi học có hay không? Bảo thưa bác, rất hay. Bác hỏi nhưng có hiểu không? Lại trả lời bác là thưa bác, nhưng mà không hiểu cái gì. Thế bác bảo thế là hóa ra là các cô các chú nghe cho nó vui tai rồi, không hiểu gì cả. Bác buồn lắm. Bác viết một bài báo phê bình. Bác chỉ thị là cho đăng ngay trên báo đảng vào hôm sau, ở kháng chiến đấy. Bác dạy chúng ta là phải đề phòng căn bệnh phù phiếm khoa trương, đâu đâu cũng đua nhau mở trường mở lớp như một thứ đại dịch. Thế không? Trên đời bác là lý luận phải gắn với thực tiễn. Các đồng chí học lý luận rồi, xin các đồng chí ghi lòng tạc dạ 3 cái câu này của bác này. Bác nói là thực hành sinh ra hiểu biết, hiểu biết tiến lên lý luận, lý luận lãnh đạo thực hành. Không thừa, không thiếu một chữ nào. Là như vậy. Bác còn dạy chúng ta là học chủ nghĩa Mác Lênin thì phải ăn ở với nhau cho có tình, có nghĩa. Mác Lênin không chỉ là khoa học mà còn là đạo đức nữa. Đọc hàng trăm, hàng nghìn quyển sách Mác Lênin mà ăn ở với nhau không có tình, có nghĩa thì làm sao gọi là Mác Lênin được. Bác là như vậy. Cái thực hành thứ hai trong đời bác ấy là thực hành về dân chủ. Đúng là phong cách dân chủ đó. Dân chủ. Bác dạy chúng ta là dân là chủ và dân làm chủ. Cho nên cán bộ là đầy tớ của dân, là dân chủ chứ không được là quan chủ. Thế cơ mà. Bác nói còn nói rõ là từ chủ tịch nước như bác trở xuống đến người nhân viên gác cổng này đều là đầy tớ của dân. Và năm nay các đồng chí kỷ niệm 2 cái sự kiện lớn mà chắc là chúng ta cũng đã biết đến đấy. Đó là kỷ niệm 65 năm lời bác dạy công an, 6 điều bác dạy công an. Thứ hai là kỷ niệm 65 năm ngày bác ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, thi đua yêu nước. Bác nói là yêu nước phải thi đua là yêu nước để chống được giặc đói, chống được giặc dốt, chống được giặc ngoại xâm. Còn mỗi người đấy là phải chống được chủ nghĩa cá nhân. Đấy là dân chủ. Dân chủ là tất cả phải vì dân, vì dân chứ không vì mình. Đây là chỗ rất thời sự hiện nay. Cái thực hành thứ ba trong đời bác là thực hành dân vận. Đồng chí nào làm công tác đoàn thể này, công tác các hội, các tổ chức đoàn thể của dân ấy là dân vận. Bác viết cả một tác phẩm lớn là dân vận cơ mà, để vận động quần chúng làm cách mạng. Bác phê bình chúng ta mắc một khuyết điểm rất to, bác nói như vậy.
khuyết điểm này cách đây 60 năm rồi, bây giờ có khi vẫn chưa hết đâu các đồng chí. Bác nói là dân vận đúng và khéo, việc gì cũng xong. Dân vận kém và dở, việc gì cũng hỏng. Có dân thì có tất, mà mất dân thì mất hết. Đảng ta hiện nay hàng ngày hàng giờ phải tâm niệm cái điều này, nhất là trong lúc khó khăn như hiện nay, để mà quyết vượt qua thì mới xứng đáng được là người lãnh đạo của dân, nhất là ở trung ương. Bác dạy chúng ta như thế này: việc dân vận quan trọng như thế, cho nên phải chọn người giỏi, người tốt, người có uy tín với dân để lãnh đạo dân, để làm dân vận. Thì thói thường chúng ta mắc một khuyết điểm rất to, hễ cứ ai kém chuyên môn làm hỏng việc thì lại đùn đẩy nhau sang phụ trách đoàn thể, thì làm sao mà dân họ tin được. Đấy, cái khuyết điểm này là phải sửa ngay. Bây giờ sửa được khá nhiều rồi nhưng vẫn chưa hết. Cái thực hành thứ tư của bác ấy là thực hành đoàn kết và đại đoàn kết. Cho nên bác dạy đảng ta là giữ gìn đoàn kết thống nhất trong đảng, từ trung ương tới chi bộ, từ chi bộ tới trung ương, như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Cho nên tại sao lúc bác lâm chung ấy, trên giường bệnh của bác ấy, bộ chính trị và trung ương khoác tay nhau đứng quanh giường bệnh của bác, hát bài kết đoàn trong nước mắt để bác đi cho thanh thản, để bác yên lòng rằng sẽ quyết tâm thực hiện lời dạy của bác. Mà trong cái lễ truy điệu bác ở quảng trường Ba Đình, 50 vạn người dự, 1 triệu người đứng dưới loa phát thanh trong trời mưa tầm mưa tã để nghe đọc di chúc của bác ấy, thì ta không bao giờ quên cái điều đảng ta đã thề trước anh linh của bác ấy, là giữ gìn đoàn kết trong đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Là như vậy. Thực hành thứ năm là thực hành đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, có 4 chữ thôi. Bác yêu cầu cao đến mức là phải đủ cả 4 đức mới là người hoàn toàn. Thiếu một đức thì không thành người. Bác dạy như vậy. Thì năm thực hành như thế đấy đã trở thành những nét nổi bật trong cuộc đời, trong tư tưởng, trong phong cách của bác. Và gần đây, trong cái dịp kỷ niệm 123 năm ngày sinh của bác, mà bác chỉ ở với chúng ta được 79 năm thôi, rồi bác ra đi. Bác ra đi đến nay đã 44 năm rồi. Đảng và nhà nước ta quyết định chọn 5 tác phẩm tiêu biểu của bác để đưa vào danh mục các bảo vật quốc gia. Bảo vật tức là vật quý, vật linh thiêng mà truyền từ đời này sang đời khác. Mà đây mới chỉ là chọn đầu tiên thôi, rồi sẽ còn tiếp tục bổ sung. Lần này nước ta chọn được 30 bảo vật quốc gia, thì riêng tác phẩm của bác đã có 5 tác phẩm là bảo vật quốc gia. Tác phẩm thứ nhất là Đường Cách Mệnh, bác viết từ khi chưa có đảng, năm 1927. Mà từ hồi đó bác đã linh cảm thấy một điều: đảng phải có chủ nghĩa, phải giữ chủ nghĩa cho vững, không được dao động trao đảo. Bác còn dặn là chủ nghĩa chân chính nhất là Mác Lênin, phải dương cao, ai cũng phải tin, phải theo nó. Điều thứ hai bác dặn là muốn làm cách mạng triệt để, đưa đến toàn thắng ấy, vì dân vì nước, thì đảng cách mạng, người cách mạng phải ít lòng tham muốn về vật chất, từ bỏ lòng tham tính tham, tức là đứng ngoài vòng danh lợi. Các đồng chí nhớ là ở đời khổ nhất là danh và lợi. Bác từ bỏ danh và lợi. Bác được quốc hội khóa đầu tiên ấy, bầu với số phiếu tuyệt đối là chủ tịch nước, mà bác viết thư cảm ơn đồng bào. Bác nói là tôi như một người lính vâng lệnh quốc dân đồng bào ra mặt trận.
thì tôi xin hết lòng hết dạ phục vụ đồng bào. Còn khi nào đồng bào cho tôi thôi thì tôi sẵn sàng lui. Tôi sẽ làm một ngôi nhà nhỏ bên bờ suối, sớm ngày trồng hoa câu cá, vui chơi với các cháu nhỏ và bạn già. Tuyệt đối tôi không màng danh lợi. Tôi nguyện cả đời tôi sẽ ở ngoài vòng danh lợi. Một tấm huân chương không có, mấy manh áo vải vải, một đôi dép cao su trường chinh vạn dặm, một túi tiền tiết kiệm cho dân cho nước mà đến cuối đời còn có mấy nghìn bạc. Thì đời bác là trong sáng như thế, nói và làm đi đôi với nhau. Thì tác phẩm Đường Cách Mệnh này rất vĩ đại, được coi là bảo vật quốc gia. Tác phẩm thứ hai chính là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 năm 46, được coi là lời hình của non sông đất nước. Bác nói là thà hy sinh tất cả, quyết không để mất nước, quyết không chịu làm nô lệ. Và nhân cái việc ấy, nó có gắn với địa phương Thanh Hóa của chúng ta. Bác có chuyến đi về Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An trước khi rút về Việt Bắc. Các đồng chí có hiểu vì sao bác có chuyến đi này không? Bác chủ tính sâu xa, nếu Việt Bắc không giữ được thì còn có hậu phương, còn có địa bàn thứ hai, đó là Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, nhất là Thanh Hóa. Bác dừng ở Thanh Hóa rất lâu. Bác dặn là phải làm cho đồng bào không bị đói, tiến tới đủ ăn. Đã đủ ăn tiến tới khá giả, đã khá giả thì thành giàu có, đã giàu có rồi thì giàu có nữa, giàu có mãi, miễn là bằng sức lao động của mình. Bác kỳ vọng Thanh Hóa phải giàu có, thành tỉnh kiểu mẫu. Mà hơn 65 năm qua rồi, Thanh Hóa của chúng ta còn nợ bác về cái món nợ này, chưa thành tỉnh kiểu mẫu. Mà đây không chỉ riêng Thanh Hóa đâu, mà là cả nước. Cả nước phải nhớ lời bác dạy như vậy. Thì tác phẩm sửa đổi lối làm à, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến rất quan trọng, được coi là bảo vật quốc gia. Và nó có mấy cái câu chuyện rất là cảm động. Trước khi mà quyết định rời Hà Nội, để Hà Nội ngút ngàn trong khói lửa, để về Việt Bắc chấp nhận một cuộc kháng chiến 9 năm nữa, trường kỳ kháng chiến, bác cho mời đồng chí Võ Nguyên Giáp đến gặp. Lúc bây giờ đồng chí Võ Nguyên Giáp chưa phải đại tướng, mà cũng chưa phải bộ trưởng quốc phòng, bác lại giao cho làm bộ trưởng nội vụ cơ. Bác hỏi thế này: chú cho bác biết tình hình này các chú giữ Hà Nội được bao lâu? Đồng chí Võ Nguyên Giáp trả lời bác là cố lắm thì được 60 ngày, tức là 2 tháng. Có những trung đoàn quyết tử cho tổ quốc quyết sinh là thế đấy. Bác bảo tốt rồi, thế là đủ thời gian để chuyển toàn bộ về Việt Bắc. Thế là cả chính phủ, cả trung ương về Việt Bắc. Bác lại hỏi tiếp là thế các tỉnh khác và nông thôn thì sao? Thì đồng chí Võ Nguyên Giáp trả lời bác là thưa bác, sẽ được kéo dài hơn. Bác bảo càng tốt, đấy là hậu phương. Bác lại cho mời ông Lê Văn Hiến, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bác hỏi ba câu rất thiết thực. Một, chú cho bác biết hiện nay chú chuẩn bị được bao nhiêu gạo. Thứ hai, chú chuẩn bị được bao nhiêu muối. Thứ ba, chú chuẩn bị được bao nhiêu dầu hỏa và thuốc ký ninh. Lên rừng phải có gạo, có muối, có dầu hỏa, có thuốc chữa sốt rét, những điều thiết thực nhất cho dân. Này, bác chỉ đạo như thế đấy các đồng chí, thiết thực. Còn khi bác ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ấy, bác lại chọn ông Hoàng Đạo Thúy là một nhà văn hóa nổi tiếng, giao cho trọng trách chỉ huy phong trào thi đua yêu nước. Ông Hoàng Đạo Thúy rất lo lắng, không biết làm thế nào, hỏi bác một câu để bác cho một lời khuyên. Bác cười, bác không nói gì cả.
bác tặng ông Hoàng Đạo Thí một cái quạt giấy. Cái quạt giấy đó là gì? Bác bảo bác tặng chú cái quạt này để chú sẽ thường xuyên quạt gió cho phong trào lên, tức là tạo động lực. Làm gì thì làm phải tập hợp được dân thành lực lượng, thành phong trào. Chú sẽ quạt gió cho phong trào lên. Đấy, bác chỉ đạo thiết thực và bác cũng lời dạy thâm thúy như thế. Thế còn với công an, các đồng chí nào ở ngành công an thì có một vinh dự rất lớn đấy. Bác để lại 6 lời dạy công an từ năm 1948. Trong bức thư bác gửi cho đồng chí Hoàng Mai, lúc đó là giám đốc sở công an khu 12. 6 lời này bây giờ vượt qua nửa thế kỷ thời gian rồi, hơn một nửa thế kỷ, ta vẫn thấy vô cùng hiện đại. Với tự mình phải cần kiệm liêm chính, với đồng sự phải thân ái giúp đỡ, với công việc phải tận tụy, với chính phủ phải tuyệt đối trung thành, với dân chúng phải kính trọng lễ phép, với kẻ địch phải cương quyết khôn khéo. Rất mẫu mực, rành mạch như vậy. Không chỉ riêng công an mà tất cả cán bộ đảng viên chúng ta là công bộc của dân phải thấm nhuần 6 lời dạy đó. Thì năm nay là kỷ niệm những sự kiện như vậy, các đồng chí ghi nhớ để thực hành lời bác cho tốt hơn. Một trong những tấm gương của bác đó là hết lòng hết sức tận tụy vì dân, hy sinh tất cả. Các đồng chí biết là bác không có cuộc sống riêng tư, cho nên toàn tâm toàn ý vì dân vì nước, không có một vết gợn nào, trong như ánh sáng. Đặc biệt nữa là bác lại có một cái biệt tài là dùng người giỏi, dùng người tốt, dùng người cương trực. Bác khuyến khích chúng ta phê bình ấy. Bác bảo các chú phải phê bình bác. Bác cũng có khuyết điểm, bác không phải là người hoàn toàn. Đừng vì nể bác mà không nói, thì làm sao bác biết được bác sửa. Bác ví dụ là, ví như bác có một vết nhọ trên trán, phải bảo bác mới xóa được. Vết nhọ trên trán không đáng sợ bằng vết nhọ trong tư tưởng tình cảm. Cho nên nếu thương nhau thì phải phê bình giúp nhau sửa chữa, chứ còn không phê bình đấy, tưởng là thương nhau mà hóa ra là hại nhau đấy. Thấm thía đến như vậy. Đặc biệt nữa, có lần bác lại hỏi ông Vũ Kỳ. Ông Vũ Kỳ là một trong 8 người thư ký của bác mà ở với bác lâu nhất, lại được bác giao cho giữ di chúc. Cho nên có lần bác hỏi thế này, các đồng chí này: chú Kỳ, ở nhà có bao giờ chú nặng lời với vợ và đánh con không? Ông Vũ Kỳ cũng hoảng với các đồng chí, vì ở gần nhà bác mà, có khi bác biết hết cả. Thế là mới nói vui là: thưa bác, thì vợ chồng cũng như chồng bác, chồng đũa cũng nó xô. Trẻ con nó hư, cũng phải quất cho nó vài roi nó mới ngoan được. Nói rất là hồn nhiên chân thành. Bác bảo vợ chú là một nửa cuộc đời chú rồi, không được nặng lời. Thứ hai nữa, đánh trẻ con là dã man lắm đấy chú ạ. Bác viết câu thơ là: trẻ em như bút trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan cơ mà, có gì phải dạy các cháu không được đánh. Mà bác thương trẻ con vô cùng. Mỗi một lần chữa di chúc xong, bác chỉ mong được gặp các cháu thôi. Mà thời bây giờ là sơ tán bom đạn Mỹ, các cháu nó đi về nông thôn sơ tán hết, bác buồn lắm. Bác muốn gặp các cháu cho nó vui mà không có. Đặc biệt nữa, bác lại hỏi ông Vũ Kỳ một lần là: chú Kỳ, chú ở với bác lâu như thế, chú thấy bác là người thế nào? Để nhận xét bác, để phê bình bác, ông Vũ Kỳ hỏi bác một câu rất hồn nhiên: thưa bác, cháu ở với bác lâu như vậy mà sao mãi cháu không học được bác? Ta có khi ta cũng trả lời như thế. Bác bảo: thế chú chưa học bác được điều gì? Bảo: thưa bác, cháu ở với bác lâu như vậy, không bao giờ cháu thấy bác gắt gỏng nặng lời với cháu cả.
mà sao cháu hay nóng nảy gắt gỏng anh em thế? Biết là xấu mà không sửa được, hay là cá tính nhà bác? Bác cười, bác bảo là chú ở với bác lâu bao nhiêu thì cũng giống như bác ở với chú lâu bấy nhiêu. Hai người ở với nhau mà, người này là lâu thì người kia cũng là lâu. Bác nói như vậy, cũng như bác ở với chú lâu bấy nhiêu. Vậy mà bác có thấy chú gắt bác bao giờ đâu? Ông Vũ Kỳ mới giật mình chứ các đồng chí. Bảo thế hóa ra là ở đời này không bao giờ ta gắt cấp trên, không bao giờ nặng lời với thủ trưởng, ta chỉ nặng lời với cấp dưới, với anh em thôi. Đấy, rõ ràng không phải là cá tính. Bác bảo là vậy chú hãy thử xem chú đã tin anh em chưa, đã thương anh em chưa, đã tôn trọng anh em chưa. Nếu có đủ ba điều ấy thì không việc gì phải nặng lời với nhau cả. Đời bác là tấm gương, dĩ nhiên bác phải có cái năng lực kiềm chế. Bác có khi rất giận, giận vì chúng ta hư hỏng, giận vì chúng ta làm sai điều bác giận, bác giận lắm, nhưng bác cũng kiềm chế. Bác kiềm chế để không nặng lời. Bác nói là lời nói nặng là phũ phàng, làm đau trái tim nhau, mà lời nói ra không lấy lại được, cho nên phải kiềm chế, đừng nặng lời. Phê bình có tình thương đồng chí, có lý có tình. Bác thực hành như vậy. Thế cho nên có một lần các đồng chí, đúng vào cái năm mà bác phong tướng cho ông Giáp ấy, năm 1948 ấy, bác lại nhận được một bức thư gửi trực tiếp cho bác, mà bức thư này nói gay gắt lắm, chỉ trích rất nặng nề. Người viết thư này là ai các đồng chí có biết không? Người viết thư này chính là ông Nguyễn Xiển, một trí thức lớn, là người lãnh đạo của Đảng Xã hội, tổng thư ký. Tổng thư ký thì cũng như là tổng bí thư đấy. Thời bây giờ ta có ba đảng, Đảng Lao động thì còn trong vòng bí mật chưa ra công khai, đến năm 51 đại hội đảng thì đảng mới ra công khai. Nhưng mà có Đảng Dân Chủ của giới kinh doanh, giới công thương, và Đảng Xã hội của giới trí thức. Tuy là ba đảng nhưng thật ra có một thôi, vì hai đảng kia là thành viên của mặt trận và cũng tuân thủ sự lãnh đạo của đảng chứ không đối lập, cho nên là chỉ có một đảng. Ông Nguyễn Xiển thay mặt các đảng viên giới trí thức gửi thư cho bác, nói rất là nặng lời, chỉ trích đảng ta, tức là Đảng Cộng sản, Đảng Lao động đấy, là cán bộ không gương mẫu, hay ba hoa, hay lên lớp cho dân chúng, nhất là hay coi thường trí thức. Đấy. Trình độ đã kém đã thấp lại không chịu học, mà lại coi thường trí thức, cho nên không được lòng dân. Và ông Nguyễn Xiển đề nghị bác là làm thế nào để chấn chỉnh tình hình. Ông Nguyễn Xiển nói là lãnh đạo Đảng Xã hội nhưng cũng là cộng sản hết mà, nhưng mà gay gắt lắm. Bác đọc bức thư này không một chút tự ái, không một chút định kiến, đọc đi đọc lại nhiều lần, lấy bút chì xanh đỏ gạch dưới tất cả những câu nặng lời nhất, rồi bác ghi vào góc bức thư, bây giờ ta gọi là bút phê. Tôi đọc nguyên văn lời của bác để các đồng chí nghe. Bác viết là gửi Việt và Thọ. Việt tức là đồng chí Hoàng Quốc Việt, Thọ là đồng chí Lê Đức Thọ, hai người lãnh đạo tư tưởng tổ chức lúc bây giờ. Các chú phải đọc kỹ bức thư này. Lời lẽ tuy có gay gắt nhưng là đúng sự thật. Vậy phải tổ chức kiểm điểm, phê bình rút kinh nghiệm ngay, tiếp thu khuyết sai phê bình để sửa chữa, và lập tức báo ngay kết quả cho bác biết. Đấy, bác chỉ đạo như thế đấy các chú. Bức thư này bây giờ vẫn để nguyên văn trong bảo tàng cách mạng, để thấy cái phong cách dân chủ, phong cách nêu gương của bác như vậy. Phải sửa lỗi. Một tấm gương tốt còn quý hơn hàng trăm bài diễn văn là như vậy. Các đồng chí có biết cái chuyện là bác đưa ra chủ trương là dùng hàng nội hóa là yêu nước.
Bác nói về nguyên tắc là như vậy thôi. Cán bộ nhà chúng ta trình độ thấp, ai lại suy diễn ra là cấm không cho phụ nữ dùng nước hoa. Làm gì? Thế là ngày đi phiên chợ, ngày phiên chợ các vị du kích nhà mình mới rào hết, lấy nứa rào chắn hết các đường vào chợ. Chị em phụ nữ đi qua là bắt dừng lại, dúi đầu người ta xuống, người tắt xem có nước hoa không rồi phạt. Bác biết bác buồn lắm. Bác gửi thư phê bình chúng ta. Bác bảo bác có dạy các chú như thế đâu. Sao mà các chú đối xử với phụ nữ lỗ mãng đến thế? Chị em thích làm đẹp, đó là bản tính của phụ nữ. Ta còn nghèo không có nước hoa cho chị em, chị em đã phải dùng cái dầu cù là bôi trên tóc một chút cho nó thơm, thì có tội tình gì đâu mà các chú xử lý như thế. Đấy, ta xem cái tình của bác như thế đấy các đồng chí. Bác phê bình cán bộ máy móc, giáo điều dập khuôn, rồi là vi phạm dân chủ của dân. Thậm chí có khi chúng ta bắt nhầm, bắt cả linh mục, bắt cả hòa thượng, rất là trái đạo. Bác biết bác nghiêm khắc phê bình, bác bảo xả ngay lập tức, và bác đích thân xin lỗi. Có khi bác gửi thư cho dân, bác nhận lỗi là tôi thành thật nhận lỗi với đồng bào, xin lỗi đồng bào vì đã dạy bảo cán bộ không đến nơi đến chốn, để cán bộ làm sai làm hỏng, làm cho đồng bào oán giận. Vậy tôi xin đồng bào hãy thương tôi, nén lại cùng với chính phủ chấn chỉnh lại tình hình. Lãnh tụ đứng đầu mà bác khiêm tốn đến như vậy. Có thời kỳ bác gửi thư mừng cho một cụ già thượng thọ, chủ tịch nước, mà bác xưng hô là cháu đấy các đồng chí nhé. Cháu xin thay mặt chính phủ chúc thọ cụ, chúc cụ sống lâu muôn tuổi, để cùng con cháu kháng chiến kiến quốc đến ngày thắng lợi. Lãnh tụ mà nhớ ngày sinh của dân đã là lạ, lãnh tụ mà lại xưng hô là cháu với dân, thì trên thế giới này chỉ có bác là duy nhất, không có ai như vậy cả. Lãnh tụ mà lại đề nghị là nhịn ăn 10 ngày, nhịn ăn một bữa, mỗi bữa là một bơ gạo, đem gạo cứu dân nghèo. Và tôi xin làm trước tiên, tôi tức là bác. Bác đã nói là làm. Bác lại dặn cán bộ ở văn phòng nữa, để đã đến ngày quy định nhịn ăn thì dứt khoát không nấu cơm. Đấy mà, đã nói là làm. Bác cẩn thận đến mức là nếu như đến ngày quy định nhịn ăn mà bác có việc phải đi tiếp khách, tức là phải ăn uống một chút, thì các chú cho bác nhịn bù vào hôm sau. Trên đời này không có lãnh tụ nào như thế đâu các đồng chí, chỉ có bác Hồ thôi. Chứ được lòng dân, sống mãi trong lòng dân là như vậy.